chào cả nhà nha, mới khỏe nha. Chào cả nhà nha, ngày mới nhiều sức khỏe nha cả nhà. Chạy ngang bán gà ác rồi gì nè, kêu mua luôn đừng lên chảnh nấu. Cá con bự luôn anh. Ngoài 300 gram. Con bán con hay gì hay bán sao anh? Dạ con. Giờ này gà nấu. Giờ này dịch trẻ, giờ này giống dịch mình anh Đào. Giờ này giống dịch của mình á. Bốn con cỡ nhiêu ký? Lòng này đựng nè. Bốn con thì đơn ký. Mua mua 8 con. Mua 8 con đi. Sao nó nhỏ vậy hay là nó không bự nổi? Không có, tại để nó thấy cái gì á. Vậy đó. Mình nuôi tốt thì cỡ mấy ký. Mình nuôi cũng có luôn. Do mình nuôi. Mấy con gà giống chim của anh Đèo ơi. Ừ. Bằng mạch xỉu luôn quá. Cậy đi. Ngon. Ăn nó bổ. Ừ. 8 con phải không? 8 con. Chào mọi người không hết. 8 con. 8 con mà đuối luôn. 8 con 2 sĩ hả? 25.000. Con 25.000 hả? Rẻ ta. Mình bán nhà số lượng con lại thì mấy ngàn. Vậy đó. Nhưng mua lẻ lẻ, anh ta mua lẻ lẻ thì bán con 30. Dạ. Mua nhiều thì bán vậy cho nó mau chứ. Đúng rồi. Dạ. Mua tới 8 con lần mà. Gan ăn nhà 8 con gà. Gan dữ vậy gan chưa. 8 con gà. Cả ăn vịt lộn nha, ăn hàng chục con vịt đi. Dạ. Rồi chú mua mai bán đắt nha. Rồi có ăn. Đi ra con, bay. Phụ nữa cả nhà, mới nhập được giấy về nữa nha. Để phụ vợ dán mấy cái thùng này chứ bữa nay đi giao hàng nữa rồi sẵn đi chợ á, mua đậu xanh rồi luôn, mua đậu xanh để về nấu gà ác đậu xanh còn ní 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 giống cút trời. Từ trước giờ cả nhà đâu có thấy em xích chè đâu cả nhà, bữa nay hơi điệu bữa cả nhà. Ai xích bộ sản phẩm của em Menusi. Menusi vợ bán đó, mấy chị hay hỏi đó. Nè, em đóng vô cục nữa. Đỏ ngày xanh đêm, Menusi kem xích mặt, viên chị nám đốm nâu đầu ngồi xe có lỗ trong lòng nè. Vợ xích biết bao lâu rồi nè. Vợ xích mặt ok, mẹ vợ cũng xích, mẹ ruột em cũng xích. Còn dòng sớm này thứ mốt cũng xích. Từ đó giờ đó hả, cái ngày chưa thấy em điệu, bữa nay thấy em điệu, bữa cái nhà thông cảm nha, bữa nay vợ xích kem. Lần thường ngày xích kem là trốn cả nhà không à, nói cho cả nhà thấy bữa nay công khai luôn. Mùi gà, mùi lên, mùi gỗ, mùi giáo sư, không biết giáo sư có nói sao nữa. Ngày qua mà mình đang có đăng cái clip mà người ta làm cái nền nhà anh Đào. Cha nói nền nhà cái nền tới 100 triệu á. Tại nói rồi đó, nó khống vậy thôi chứ làm cái nền tới 100 triệu chứ cả nhà. Tại vì vừa chù mình tính vậy đó. Chứ nó hố vậy đâu mà tới 100 triệu giữ ở đâu mà tới tiền đâu mà tới lắm 100 triệu 500 triệu gần cách bằng nhà luôn rồi. Yeah. À, giáo sư cũng nói vậy á. Mà làm thì làm kiên cố hơn làm nhà của em. Làm thì làm kiên cố hơn. Nó cứng chắc hơn. Tối ngày nè, phụ nè không thấy. Chịt xe nhậu cái chửi. Làm mà có thùng có thùng có này kia ha em phụ hết trơn, giấy nào ba cái suốt này nè. Em cắt đẳng hết trơn rồi chỉ có làm thôi mà. Lâu lâu đi nhậu cái chửi. Không được. Này chắc đổi em đi. Cũng được, tốt à, cảm ơn á. Đổi em yêu khác chứ em yêu này không. Phải rồi. Không được. Dán vậy nè. Rồi cái bỏ vô. Cắt sẵn cho nó đẹp vậy đó. Đúng rồi. Anh còn cắt cái này cho em nữa nè. Cái Menusi rồi cả nhà, em để số điện thoại trên màn hình, mấy chị em nữa có muốn mua hay là mấy chú mấy bác mấy anh mấy cô vậy đó muốn mua tặng cho vợ cũng đặt hàng cũng tới 20 tháng 10 đó cả nhà, mấy anh nào mua tặng cho vợ mình đi làm quà luôn 20 tháng 10 luôn. Đây, mua hơi 100 bộ tặng sức 4 năm. Mình kêu mấy anh tặng 20 tháng 10 gì rồi anh 20 tháng 10 nó tặng em gì không nè. Tặng gì? Bộ kem nè. Thôi nghỉ luôn đi, kem nhà tôi nhóc đây. Trừ lương lại 200 rưỡi. Trời ơi trời. Tặng cái gì gác gì cả nhà, kem nhà hay đầy nhóc hết trơn rồi. Mày đặt tặng rồi hộ kem. Trừ lương rồi. Đó,
Tại cho 1 triệu, 2 triệu gì đi. Chị mời đi làm kiếm tiền. Mai làm hồ đi kiếm tiền. Làm hồ về giáo sư. Rồi để đóng xong rồi cái đi chợ mua đồ rồi ghé nhà giáo sư quay cho cả nhà xem. Lên lấy tiền. Nè chị qua khóc rồi nè, họ có không? Làm gì khóc? Làm hàng tao bơm khóc quá trời luôn. Anh nói gì cần đó. Anh nói với hai đứa cần đây là mà khóc thiệt. Khóc nức nở luôn. Tạo cơn cái gì? Tao bơm hàng khóc. Nay là lấy tiền nha. Mấy chị nào thương em á hả, đặt hàng của em thì nhớ lấy hàng của em, đừng bơm cho em khóc ba ngày luôn. Em có tật mấy tướng lắm đó, thấy dữ dữ với mấy tướng đó. Hàng mà bơm về là buồn mà, buồn nguyên ngày. Chút nữa đi ăn bún mắm cho bạn. Dạ, tạo đơn cho khách. Ủa, em ở trong đây nè, anh ở trong biết năm nghề á, cầu một trăm ngàn năm nghề á. Đúng rồi. Ủa, nắng hàng chút nha. Hả? Ngang xong á. Ủa, ngang xong ở chỗ nào ta? Thì em chạy tới cầu Kinh Tây, em rẽ trái là nhìn bên sông có cầu màu xanh là ngay nhà em. Ủa, chút đây gần đó, đó bạn học tôi đó nhiều lắm á. Vậy hả? Tặng hai cho nó. Trời ơi, biết đi mua nước rồi mua hai bia ở đây đó. Vậy hả? Hôm qua mua cút quay trời ơi, cút quay bạn mua bia. Uống bia không hả? Bia không? Nữa. Vậy mốt mình mua bia đem vô ngang thùng bia, ba bốn anh em ngồi nhậu luôn. Ba này được nhiêu tiền ngồi tính hoài. 9 triệu 6 mà trừ hết mấy trăm tiền cót rồi còn có 8 triệu 7, 60 à. 8 triệu mấy, còn vốn liếng rồi đó. Cảm này vốn liếng cũng nặng rồi đó. Hay gì đó, chứ bán kèm chứa vốn một ngày cũng mệt rồi đó. Dây ngân hàng hết nhiều. Đi gửi. Ngon. Lấy tiền cũng vậy. Lấy tiền. Quả tiền. Điểm dữ. Giàu luôn rồi. Muốn kiếm tiền mà người ta bơm hàng khóc. Trời con buồn lắm chứ bộ. Đóng hàng rồi giao hàng rồi làm đơn hàng cực lắm chứ bộ. Khóc gì? Mà mấy cô kia mới bơm đơn nó tiền rồi, khóc luôn rồi kìa. Shipper mới điện nó giờ cô đặt xong cái cô gửi đưa cho cô, cái cô nói cô không nhận hàng, cô gửi đơn hàng. Chứ cho quay đầu về nữa. Cái này nó hình đơn nữa rồi. Lấy tiền kem xong giờ đi qua đây ghé mua cơm má đồ đậu xanh rồi để về nhà nó nấu cháo gà. Giờ lên tới nhà cha nè cả nhà. Để mà chậm lên tiếng quá vậy. Sáng ngày cha làm gì rồi? Sáng ngày cha cột dĩ. Cột dĩ đủ hết chưa? Đủ, muốn đủ rồi. Giờ là cắt mấy cây này làm vậy đó hả? Làm gì nè. Thì mình đưa củ dê vô cái gì? Xeo xeo lên cái gì? Có nghĩa là đổ cái đế dưới rồi mấy mới đưa cái sắt lên hả? Ủa sao để cao dữ trời vậy đó cha? Bởi vì xuống mà bắt xuống như vậy. Ừ. Từ cái thước này lên đây thước rồi chưa sắt chờ. Dạ. Không chờ nữa đổ cột chậm luôn. Đổ thẳng lên. Rồi mua cái cối luôn đó hả? Mua cái cối nè. Nhiêu vậy? Mua cái cối này là đúng có 3.2 triệu. 3.2 triệu mà mướn chở về vấn đề là hết 250.000 xe lôi trở về. Dạ. Rồi tới đây gần tới nhà nè, còn cây số tới nhà mà tiền đò nó ăn hết 120.000. Cái cây số nó ăn 120.000. Thằng gì quên mất mẹ. Kệ đi, đừng nói tên ta. Không, không có sao nó vậy. Thôi kệ đi, ăn mình chấp nhận chở thôi, chứ nó tên tới vậy. Thì nó ăn như nó chứ đâu, nó đâu có đâu giống nó đâu. Cuốn cái nền không mà chơi giữ trời. Bởi vì không có tiền. Giờ là mướn thợ quá thì nó ăn 20-30 triệu. Cái nền tiền công đó. Bây giờ cha biết mần cái gì mần lặt vặt.
Vấn đề là trộn mình trộn nó đỡ tiền tiền công chút. Chủ yếu cho một cái tối này nè cả nhà, là cha kiểu như ở nhà cha làm gì đặt giặt được rồi cha làm á, không có mướn thợ nhiều, mướn thợ nhiều sợ tốn phí nhiều. Nổi cái nền nhà của cha không á mà thợ người ta ăn 30 triệu tiền công á cả nhà. Thấy ghê không? Vậy bởi vì cha giờ cha mướn ngày với cha không có mướn mão. Bởi vì giờ mua cái tối này bỏ tiền ra mua cái tối này làm gì được, làm cho nó đỡ kinh phí một tí. Cuốn cái nền thôi chứ không có cắt nhà nha. Ở trên trên này mấy anh chị nói cha cắt nhà không à, chúc mừng mà đâu có đâu có cắt nhà đâu, cuốn nền đâu mà. Cuốn cái nền mà chưa có đổ dĩ mà ăn tiền công 20 triệu. Cuốn nền thôi cả nhà chứ chưa có tiền cắt nhà cả nhà. Cả nhà đừng có không có tới 100 triệu tại cha em nói vậy thôi cả nhà. Bữa qua cha nói cái nền mà là có 100 triệu. Gần cả 100 triệu nếu đổ dĩ lên luôn, gần cả 100 triệu. Mấy anh chị cô chú la nói có cái nhà có biệt thự gì mà làm cái nền gì dữ trời vậy. Có đổ dĩ lên luôn á. Đổ hết nguyên cái nền luôn á. Ừ. Đổ dĩ lên trên á. Đó là cán nền đổ mặt bằng luôn hả? Ừ. Là xong lại xong hoàn thành nền luôn hả? Ờ là gần cái 100 triệu đó, tiền công là luôn gần cái 100 triệu. Công ăn mắc lắm cả nhà ơi. Bây giờ lên là đãi giáo sư gà ác được không? Sáng mua mấy gà ác kìa. Có gì ăn mấy cho nó gì đó. Mua mấy gà ác rồi mày nói có đủ sao? Rồi xong rồi quay ấy xong rồi phải bữa nay tao cột dĩ tiếp cha nha. Cột dĩ đó là? Ờ. Cái đó có đầu cột, cái dĩ kia cho làm rồi hết đó. Ừ. Giờ làm cái này thôi gì vịn mà. Ờ vịn vịn cho cột. Bây giờ mẹ mày vịn ra tao cột, vợ mày vịn mày cột, vợ ai mới là chung nghệ nhau đi thịnh để ai lộn xộn nó không thịnh với nhau, nó cự hoài à. Vợ ai mới thích. Đồ gì cũng có miễn qua bậy thì cũng quánh cũng được. À quánh trời không quánh. Bậy à. Không. Quánh kỳ lắm, tao cười chết. Lớn rồi. Mình biết à, mình gầy con nó phiên con đừng có gầy gà cho vợ chồng. Ở đồng có ấm cúng vấn đề lo làm lo ăn. Rồi mình không gương mặt mình quýnh á thì nói mấy nhỏ đâu nghe. Không được. Dạ có già trẻ lắm chứ á. Không được à. Giờ đỉnh này lại chút mày cha có làm mày làm đây con vô cho con xử mấy con gà này. Rồi. Đi làm đồ ăn luôn. Giờ bắt nước rồi nè. Lấy dĩa đó xuống hả? Rồi cái đứng vịn 40 gầy vậy cho cha nhét cái gỗ dê vô vậy. Ừ. Rồi cha xeo vô vậy. Có cọc lên. Nó vuông đàng hoàng thì chơi mới được. Còn được. Giờ làm đỡ cái nào xong cái đỡ cái tiền đó hả? Ừ chứ mình muốn sao chứ tiền đâu không có tiền. Lên nhà luôn mà lấy đâu à. Cuốn cái nền trước à, chưa có tiền cất nhà. Chứ mấy anh chị nói cất nhà mà không có cất nhà cái gì. Cuốn rồi mà. Cuốn để dành. Khi nào có tiền là từ á. Có sao tôi nói vậy? Tôi cũng nói thêm bớt. Không nổ luôn. Nghèo nó nghèo. Để cô bác nó thấy là thương mình. Đừng nổ à? Đừng nổ, không có mà nó nổ mà tao gác mình. Không thích. Cha vô dịnh cho anh Tèo. Ủa anh Tèo dịnh cho cha cọp chứ. Ủa cây quay đâu? Cây quay đó. Đâu quay cho. Về bốn góc. Cái này cha rảnh này cha làm trước từ từ vậy chứ mà để mà kiểu như mướn thợ là thợ làm cả ngày trời là tiền công cũng mấy trăm ngàn nữa anh Tèo. Ừ. Ít nhất phải thợ làm cái này phải 2 ngày mới xong. Giờ mình rảnh thì mình làm trước vậy đó để với thợ chủ yếu là chỉ có căn nền cho mình phải không? Được nhiều lúc mà giáo sư mình tính quá tính. Mình biết nhiêu mình làm nhiêu. Còn cái mức đường cùng không có là làm mình không có được á thì mới mướn. Đúng rồi, cái này nói chung là mình tiết kiệm hết mức có thể à cha. Cái nào mình làm được mình làm ở nhà. Tại mình mướn thợ là mướn ngày, cái nhà không mướn mão. Mướn mão còn thợ nó ăn nhiều tiền lắm. Ai làm không tính có lợi. Mình cha làm cho tính có lợi không? Nói đó. Mình muốn tính ăn thứ dữ luôn. Không tính làm lính suốt đời không nghe người ta nói hả? Cái này chứ làm anh với cha làm cái này chứ mà cũng tiết kiệm được mấy cũng có mấy triệu anh Tèo. Triệu mấy 2 triệu tiền mướn thợ á. Ừ. Quá rồi, kiểu như là nói chia sẻ cho mấy anh chị biết cách làm như thế nào rồi kinh phí làm như thế nào thôi chứ đâu phải là lên đây than thở mà để xin xỏ ai đâu cả nhà. Kiểu như mấy anh chị nào thương tình thì mình cũng cảm ơn, còn ấy thì thôi chứ mình cũng đâu có mà mở miệng xin ta. Dạ, với lại mình cũng đâu có than thở gì đâu mà mình nói thực tế, không mà mấy anh chị cứ la nói là mình than thở, nói gia đình mình than thở linh sinh. Khổ dữ lắm rồi cả nhà ơi. Có sao cái gì? Cả nhà có tiền cho em xin vài đồng cái gì? Xin thẳng luôn cái gì nữa. Chứ mình nói cả nhà cứ nói là mình tan. Này
giờ tôi quen chuyện này là mở miệng tôi xin ra. Thí dụ ta thương ta cho mình cảm ơn. Cả đời mình chưa có được cái nhà được. Bây giờ bà con nào có thương tình thì cho trò thôi tôi không nói. Em mới ở ngoài cha với anh Tèo làm ở ngoài rồi. Mẹ trong đây mẹ không bắt nước luôn. Đang xử mấy con gà. Hồi sáng em mua sáng con mua 8 con mẹ. Mà con để lại 2 con nuôi rồi. Mà con không biết lựa con nào trống nào mái, con tính lựa con trống con mái. Cái con trống con mái mà cái mọng người nó cao cao thì con trống, còn con không có mọng thì con gà mái. Con thấy có 1 con là chắc trống đó. Nếu mà mẹ nói trống mà con kia không biết mái hay trống mà con không biết, con để lại 2 con. Đem lên 6 con nấu ăn cả nhà, còn để lại 2 con nuôi thử coi thì nó có lớn không. Lớn chứ. Cái anh đó anh nói là nếu mà con gà ác này nếu mà nó lớn lớn hết mức hay là nó cỡ 1.2 kg đó. Cỡ 1.2 kg. Ừ. Nó 5 móng thì con gà ác. Gì hả mẹ? Ừ. Hồi sáng con quên coi nữa. Không biết mấy móng nữa. Mà mẹ bắt con gà thử coi thử mấy móng. Có cột vô không? Có không có cột, không có cột đó. Gà này gà trống nè. Gì hả? Còn con gà này gà mái nè. Ừ. Hay ta. Ừ, gà mái cái mồm nó dao, con gà trống nó còn cao lên nè các. Dạ. À, Mỹ Trinh mới đi học về nè. Con chào cái chú thôi, mà cái chú học về hay cha mới học về? Ừ. Con Nghĩa học về, con Nghĩa học về. Con Nghĩa nè. Trời ơi. Con Nghĩa ta. 20/10 đó hả? Dạ, tặng con Nghĩa nè. Cảm ơn Nghĩa, cảm ơn nha. Dạ. Trời ơi, giỏi vậy. Đẹp quá ha. Con thích góp tiền với hả vợ đó. Thích góp gì? Thích góp tiền. Cảm ơn cha ơi. Trời quá dữ trời, 20/10 trời. Quá dữ. Bông trong qua rồi đó. Trời ơi, dữ ta. Cảm ơn con gái của mẹ. Như vậy là thấy mát lòng mát dạ rồi đó. Không uổng công nuôi từ mười mấy năm nay, từ nuôi từ đỏ hối tới bây giờ. Tặng một cây bông thấy mát lòng mát dạ đó cả nhà. Chắc cha với ngoại không có. Phải ngày cha ngoại đâu, chừng nào ngày cha của ngoại. Hồi đó giờ tôi chưa thấy ngày nào cha của ngoại. Toàn cái gì phụ nữ không thấy ngày phụ nam. Ôi rồi 20/10 mới đang tặng em gì anh? Tặng cho một cô tí. Thôi không nhận. Bữa nay mấy? Bữa nay 19, nhưng mà kiểu như là ngày mới là chủ nhật rồi. Mới đâu có đi học đâu mua được. Học. Sẵn bữa nay bả đi học bả mua đem về luôn nè. Chắc có tặng cô rồi luôn hả bây giờ? Dạ tặng rồi. Quá dữ. Có gì? Dạ cái bông luôn. À. Đẹp quá ha. Dữ trời. 20 tháng 10 được. Cho tiền con ăn con để dành dụm cái tích góp không vậy đó hả? Dạ. Mua hết luôn rồi. Cái tiền nó bỏ mèo. Cậy đi giờ biết sao vậy. Mấy ngày khác tích góp được mà. Bữa nay ngày phụ nữ thì phải cho người phụ nữ trong nhà có một buổi hơi thật là vui vẻ. Quá dữ. Bữa nay gà ác nó cháo đậu xanh nha. Gà nó mát rồi. Cái mua nửa ký đậu xanh luôn nè. Đậu xanh hột nè, nấu mới ngon. Chứ nấu đậu xanh cà không ngon. Chứ hồi cái biết làm gì không anh? Trụng với con má mình bắt cái nồi lên á. Ừ. Cái mình trụng với con má. Cái này mới đúng mát luôn anh Tèo. Đúng mát luôn. Con má đậu xanh nữa thì khỏi nói rồi. Thì gà ác rồi nha. Đậu xanh đậu má. Ừ. Đậu má đậu xanh. Đậu xanh đậu má đó. Giờ mẹ nhổ lông, vợ thì rửa rau với đậu xanh nha. Con rửa đậu xanh này xong là con vô nó bắt cái được đó mẹ, bắt cái nồi nước lên là luộc đậu xanh trước á. Ừ. Đậu xanh nó lâu. Giờ vợ lấy cái gì? Cái nồng, cái nóng vậy. Cái nồng. Cái nồng này cho nó khét son nữa hả? Cho nó đừng có bị đen son nhiều. Ôi gọi trời, cái nồng nó đen còn hơn ông táo nữa. Cho nước vô rồi cho đậu xanh vô mình. Đậu xanh luôn nữa hả? Đúng rồi. Chứ khỏi để nước sôi hả? Không. Không để nước sôi, cho đậu xanh em rửa rồi. Đậu xanh không có bỏ đâu rồi ta. Hết cái đường kiếm luôn hả vậy? Hết cái đường kiếm thiệt à. Trong nhà vậy cơ. Đậu xanh em rửa sạch sẽ nè. Đậu cho vô nấu luôn. Còn ra. Em với mẹ nãy giờ giặt lộn nè. 6 con gà nhỏ này mà lâu còn hơn 2-3 con gà bự nữa nè. Giống con cút quá. Nhà có bao lớn nữa nè. Có lớn nữa cả nhà. Chặt ra. Chặt ra, chặt bự bự đi. Chặt nhỏ. Chặt bự ăn vỏ đã. Ừ, chứ chặt nhỏ quá, không cắt không dính chưa. Không miếng bự bự vậy đó anh. Ừ. Mình chặt gì nó mới có thịt chứ mà anh chặt nhỏ nhỏ đâu có thịt xương không. Con cút quá ha. Hả? Con cút thì mẹ nói nãy mẹ mần mày giống con gì mẹ? Con bình bẹp á. Con bình bẹp.
Mì bẹp cũng vậy đó. Dạ. Cũng xanh xanh vậy đó. Ăn tốt. Giống gà đen Tây Bắc quá. Ừ. Gà này á nhìn từ người ta bán nhỏ nhỏ giống như canh kia sáng nói đó. Ừ. À, bán nhỏ nhỏ vậy đây dễ. Gà này tao mua làm thuốc anh Tèo. Hầm thuốc chân rồi đó, chân ta hầm rồi đó. Ừ. Làm thuốc á. Cỏ này người lớn tăng con là vừa chứ bự quá tăng đâu hết. Cỏ này là vừa. Gà nãy giờ em cũng chặt xong rồi nè. Hành cũng rửa sạch luôn. Còn cái này là gan với lại mề của nó, với tim. Bên đây mẹ bầm tỏi để xào gà. Nói tự nhiên cái giữa chừng quên cả nhà. Bên này ăn cháo đậu xanh mà nhúng câu má cái nữa thì hết bài nè. Mát, mát thiệt là mát luôn. Đây nè cả nhà, bây giờ nè, mới giấc trưa nãy trời nắng bây giờ chuyển mưa tới đen hết trơn nè. Bầu trời đang thù lùi rồi nè. Đó, đó, hỏi mây đen rồi đó. Kéo mây dữ rồi. Giờ mẹ cho dầu vô trong cái chảo để xào. Cúp điện cả nhà. Mới có đầu 7-8 giờ sáng cúp điện rồi. Mà không biết khi nào mới có nữa. Nên không có bắt điện được á. Nên hơi bị tối nha cả nhà. Giờ tỏi vàng mẹ cho gà vô luôn. Tại vì tao không được ăn gà ác với lại con gà nồi nha nè. Ừ. Công nhận con gà ác nó có đặc điểm nó là nó màu đen ha. Màu đen nó có bị đượt á. Dạ. Thơm quá. Có cái đầu hành với lại tỏi vô thơm. Rồi mẹ nêm nếm vô. Nước mắm. Bột ngọt hay với đường nữa nè. Cho miếng nước màu thành kho luôn. Quên cho nước màu cái rồi đi. Nấu cháo thành kho luôn. Giờ xào con gà cho nó săn, được săn á, cho nó gần chín cái mình mới bỏ vô nồi cháo. Gà này dạ. Còn nó xào luôn. Giờ mẹ con sắc hành luôn. Ngồi con bỏ vô cháo. Gà chổng xào cũng xong rồi, giờ mẹ cho vô nồi cháo luôn. Đầy luôn á mẹ. Đầy nồi luôn. Ừ. Vừa y luôn. Không sao. Không sao. Đó. Một miếng nồi cháo chảo. Chồng chồng lên mẹ, lấy giá chồng lên. Đó. Nồi cháo quá trời luôn cả nhà. Bữa nay tới già luôn. Ăn nồi cháo này mập lên 2 kg luôn hả mẹ? Mập luôn. Giảm cân mà kiểu này hết giảm cân nữa. Giảm lên gây cân á. Giờ mình nêm nếm luôn nha. Nêm luôn. Giờ nêm nếm luôn. Xôi hết tiếc nấu được củi nhanh xôi dữ lắm. Chút xíu là nó mềm này. Củi. Giờ cho gà nó chín tí nó là ok rồi. Tại gà này cũng tơ, gà non, cái nhà nó cũng không có già, nên nó mau mềm. Nó giờ trộn đều lên, nó cho nó chín gà tí nữa mình cho hành vô nữa là ok. Quá trời thơm luôn. Chín này, mẹ nhắc con lên đây. Nóng lò củi nãy giờ có nửa tiếng rồi xong hay mẹ? Mần hơi lâu thì nấu nhanh lắm. Ồ, một nồi gà. Vậy mẹ cho hành vô nữa. Thịt gà nổi lên trên mặt nha. Giờ cho hành vô nữa. Chút xíu cái ăn cái cho tí tiêu nữa ha. Thịt cũng nhiều hay mẹ? Trời 6 con mà. Quá dữ dằn. 6 gà mà dữ tợn mà ăn lần 6 con. Gà để nguyên một thau trong này còn nữa đó. Đây nè, trong này nhiều lắm. Cháo đậu xanh này, đã luôn. Đây. Đó. Nó trụng với con má nó mát. Mày cái nhà dùng cháo đậu xanh với gà với gia đình em nghe cả nhà. Con mà chú ăn cháo đậu xanh với gia đình con. Cha vô chảy đầu rồi, cho nghiêm chỉnh rồi. Sư bữa nay. Giáo sư lên chạy. Bu đâu rồi? Giáo sư bữa nay vô chạy tóc em bên này. Trời.
Wow, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Nè, có mấy chấm muối hơi nè. Chào cả nhà nha. Chào cháu rồi nha. Nãy giờ hai cha con cũng làm cũng mười mấy dĩa, mười dĩa không cha? Đó rồi. Mười mấy dĩa rồi. Còn đếp làm như năm dĩa nữa rồi. Rồi, còn năm dĩa nữa. Chén trà đây mẹ lấy chén trà múc cho trà cho. Mười năm dĩa chắc mười tám dĩa rồi còn mấy dĩa nữa. Đây, nó còn má vô trước rồi mình múc chung luôn. Nó chín nè. Con mời ông ngoại, con mời bà ngoại, con mời cha mẹ ăn cháo với con. Bữa nay mà cho cha gọi luôn hả là nửa chừng bắt rồi. Mà gọi luôn chứ có mấy dĩ đâu mà. Nhanh mà. Hứa mà gọi gọi ngay chứ bên nửa chừng bỏ là tao quýnh nha. Thôi dễ vậy. Thấy làm được không? Cũng được. Cũng được anh. Thấy làm nhanh không? Được thì được. Cũng được chứ không được hả cho lắm. Ok, bây giờ hồi đó giờ nó mới bằng gì cũng được rồi. Múc cháo. Nói lớn giờ nó bằng đâu? Múc thịt thịt nãy múc cho ra cái đùi rồi đó, giờ múc thịt thịt cho cha nữa. Ô cái này xương. Giấu xương không có găng. Xong rồi con khùng á, muốn cái xương này cho cha ít chút rồi để đồ cho con ăn nhiều. Cha còn ngắn thời gian để ăn lắm, con còn nhiều thời gian. Đừng nóng nha. Trời ơi, múc cho đây cho chàng trời, sao ngập lụa mũi cho ăn trời. Ngập lụa mũi, nó vụ ra ăn từ từ rồi, đang thổi thổi rồi, nó múc nữa. Rồi lại trời, này sao mà húp được, lấy cái muỗng á. Lấy muỗng không? Chết rồi. Thấy con má ăn trụng vô cũng được. Dạ ăn, dạ ít ít thôi mẹ. Để cái đùi người, cái đùi dân vậy đó. Cho mình chan nước vô, cái ngon lắm. Chào. Mời cả nhà nha. Cả nhà ăn cái gì gà ác nè. Ăn gì ác, mà ác nhiều gà không? Trời ơi. Quá, bữa nay. Trời ơi, nó chặt hơn. Giá gì để nó đem mua gà ác xuống để ăn chắc. Không được, không lấy sao tôi nhai nổi trời ơi, bự quá vậy, chặt bự quá con. Nhỏ rồi, mất công gấp, khó gấp trời. Bự bự gì vậy gấp. Ăn gà ác biết rồi, nhìn cái mặt ác hơn gà nó. Đó. Cho miếng tiêu vô. Nãy giờ cha chưa cho tiêu phải không? Ê, lên rồi. Sợ ca nhở, nói gì sợ ca, nó cười nè mẹ. Con mời cô chú ăn gà ác với con. Mấy cho ăn tiêu không? Dạ ăn miếng tiêu vô thôi. Dạ, cảm ơn mẹ. Mày thấy ông ngoại nè. Cầm cạp như cầm đũa chứ nước. Dạ, thôi kẹp luôn đi. Em mời cả nhà dùng cháo nha. Qua cho trưa này má nó nóng. Còn má nữa. Em dùng vô hả? Dùng vô. Thưởng thức cái miếng gà trước đi. Đùi gà. Ác nó ngọt ha. Ngọt hả mẹ? Đây, giờ bóc con cho nó nấu. Chấm như cái muối ớt. Đây. Vét muối ớt vô. Em mời cả nhà ngồi dưới kìa. Cái miệng cũng ngon mẹ ơi. Nó chưa ăn được. Cái này cha ăn vừa luôn cha. Mềm. Mềm, ngon. Người nào cũng có cái đùi, cái đùi chứ anh Tèo. Ừ. 6 con là 12 cái đùi mà. Cái này là làm cháo đậu xanh, là làm sĩ đế là đúng bài luôn đó. Mà bữa nào nhậu quá. Quá mệt hả? Mệt quá. Đâu quá à? Nói vậy thôi chứ không lẽ nhậu. Quá nóng luôn hả? Quá mới mớt rồi, trời bớt nhậu. Mặn à? Vô mặn mệt này, nhậu vậy. Ừ, nó nóng. Rồi đó giờ không không biết các nhà mà tự làm dĩ là mơ luôn hả? Thấy ta mặn mình bắt chước. Thấy ta đẻ mình bắt chước theo. Đặt giặt hay làm được hay cha? Để cái nhà bây giờ nó muốn nó cuốn 20 triệu. Muốn bằng mua vợ tư rồi. Nằm đặt giặt cái nào mình biết không bằng, không biết thì mướn ta mà làm. Ừ. Nhẹ tiền. Tự bỏ nhà chứ công nhà làm cho đỡ. Bây giờ nó bằng cha bằng nặng giặt giặt mướn không tới 10 triệu bạc á, tao bảo đảm bảo lắm. Còn lại được cái cối nữa. Cho hồn mua. Để mua mốt bán lại hả? Thí dụ bằng hết rồi vẫn là bảo việc làm thì bán lại. Nửa giá tiền cũng được. Hay thư chính là tính không ạ? Rồi giáo thư chính vậy mà chứ thì còn nghèo hoài đó. tại cái tầng cái thư tính số cái số rồi không có giàu. Gà mềm thiệt nha mẹ. Ngon con. Dạ ngon. Trang thịt thêm nha, nhóc thịt ở trời. Thịt nhiều lắm. Con vô sữa. Này miếng huyết của con gà nè. Huyết mà cắt nhà thì nó ngon. Mua chợ người ta pha nước rồi mẹ. Không ngon. Pha nước nấu ngon nè. Ông giáo sư này, ông làm gà ác mà bữa nay mà giúp ông nhớ là gì không? Nhớ gì? Thôi để rồi.
không nhớ được. Không, còn đây nữa hả? Đúng rồi cha. Trời đất, quý địa. Em đi lắm. Trời. Dạ. Em đi của ổng. Em đi chiên ăn gà ác hả? Em đi chiên ăn gà ác hả? Chiên gà ác, bỏ vỏ ác nữa. Nó nói hồi mẹ nóng là mẹ ăn hơn gà là cho no. Nó nóng một hồi cái nồi cháo nước bay quá. Rồi bay đâu bay, đúng rồi chúng ngày con ạ. Mà bay rồi tôi bỏ rồi, không giữ chừng văn vỡ nhà cửa. Quay có nhà xong là cũng bay. Cũng bay như bay hả? Bay hồi cho hồi chập đầu không bay, bây giờ mình nhắc lại mình nghe là bay làm gì? Cài dây. Dĩ dãn chỉ đưa vào quá khứ thôi bạn. Trời trời. Lâu rồi. Ngo chùm để trời. Còn có giáo sư mà. Hồi qua sao? Mình múc đi cha, dán đi cả nhà. Chán nữa nè. Ủa giáo sư làm dữ vậy? Giữ ra dắt chưa chắc mát rồi múc gì rồi. Múc đầy quá à, cha không được. Múc đẩy cái một cái chén ngập lỗ mũi. La lẹ. Gì được ăn. Nè cha, nói gì được nghe ok ha. Đó thôi. Đó thôi. Tá chùm chén này được không? Con ơi, con dạ, cái giò chén này được rồi. Nhỏ mềm không biết. Đây, mềm mới biết rồi. Đi giáo sư, nữa đi, giống như 12 cái rồi. Gần thôi nè. Mềm á. Cái ức của nó thịt, thịt gác, cái xương gác mềm xẹo đó. Đây mẹ. Ăn bổ. Đây nè. Để em kiếm cái đùi đi mấy chinh. Đùi. Đùi, có cái này nè, ít nè con. Mong nó con ngã. Đây nè, đùi đây nè. Sáu con. Phải cái đùi không anh? Ừ. Đây, có con nước tiếng nước tiếng đùi. Tặng đi, bữa nay lì xì cho bà ngoại với mẹ. Ồ, tặng rồi. Bữa nay cháu ngoại tôi lì xì lễ tặng qua 20 tháng 10 tặng qua. Còn có tặng đây, ngoại gì không? Tặng tháng 10 mà. Đàn ông đâu có đâu. Không cho ngoại gì hả? Không, bữa nay chừng nào tới ngày quốc tế đàn ông đi con tặng nha. Tặng ngoại cái gì? Ai chưa biết. Tặng ngoại dạ. Chụp lít rượu không đi Trinh? Tặng ngoại 10 lít rượu. Hay là chụp hay là thùng bia gì đó. Rượu ơi, ông ngoại không uống rượu không biết. Rồi con tặng nha, con tặng ngoại ít rượu, con tặng cha cái gì chai nước hoa ha. Chợ nước hoa. Cái gì con nói cha con thúi lắm gì, nước hoa cha xịt cho đỏ thúi gì vậy nha. Con bữa con không nói là mẹ nói nè, biết à. Quá đã luôn. Giống sư ngon. Này mệt mệt ăn húp khỏe lắm. Mát lắm á. Xanh mát rồi, xem gò má mát nữa. Khỏi đồ nón. Ngủ khỏi đồ nón luôn. Gió mát à, điện mà đợt có gió bất chứ không có gió. Bữa nay cúp điện. Rồi bây giờ em cũng tới đây cả nhà đón xem VF theo nè, cả nhà cho gia đình em được đăng ký, được like, được bình luận, chia sẻ cả nhà, chúc cả nhà khỏe nè, bài cả nhà nha, bài cả nhà gia đình. Bye cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe nha cả nhà. Bye bye mọi chú.